Khi bạn có cái tuệ nhãn của Niết Bàn, bạn sẽ thấy được nó ngồi nó bàn ở trong phòng của nó như thế nào, bạn thấy hết luôn. Bạn thấy kế hoạch được của nó hết, nó tự vũ trụ tự hiện lên cho bạn thấy. Nếu bạn là những người có sứ mệnh, tự hiện những cái thông tin đó lên. Kế hoạch của nó tấn công những nguồn sáng rồi như thế nào nó hiện hết. Nếu bởi dù bạn là những người có sứ mệnh bảo vệ những nguồn sáng cái gì đó, thì những cái khi mà những người đã gặp nguy hiểm, bạn sẽ thấy. Lúc mà Chúa bị Satan nó xuất hiện, nó cám dỗ đó, nó nói, nó dẫn lên cái nóc một cái ở trên cao đó, nó kêu nhảy xuống đi. Bạn là con của Thượng Đế, hay là bạn là nếu bạn là đấng cứu thế thì bạn nhảy xuống đi thì sẽ có những thiên thần đỡ cho bạn. Chúa nói, ngươi không được thử thách Thượng Đế. Cái đó là một cái sự rất là tuyệt vời, một cái câu nói rất là tuyệt vời. Tại vì những bậc thánh hiền, những người có trí tuệ, những người mà sứ giả của Thượng Đế, những bậc thánh, họ sẽ không dùng thần thông của họ để mà họ giống như là để thể hiện mình. Cũng không phải là khi bạn thử thách tôi, bạn là ở vị trí nào, ở vị trí bản ngã là bạn là ma vương à. Bạn thử thách tôi sẽ không có làm những cái điều đó, tôi không có làm những điều để trục lợi hoặc là trục lợi cho bạn. Nhưng mà tôi chỉ làm những cái điều đó khi mà tôi cần cứu người. Bạn thấy những cái đó bằng chứng trong những khóa thiền của Tammie đó. Ngày xưa Phật và Chúa cũng dùng những cái đó để cứu người. Còn ma vương nó thử thách được không? Không có rảnh. Tại họ đúng sống chỉ là dùng những cái thế mạnh, những cái thần thông của mình. Thần thông chân chính là thần thông để cứu người, chứ không phải để trục lợi. Còn những cái thần thông khác là bạn sẽ tự động bạn sẽ tự hiểu, thì không cần nói nhiều. Những thần thông thực sự mà của bậc thánh chỉ dùng khi cần cứu người. Good job.